Sự thịnh vượng không đi cùng với hạnh phúc. Đã đến lúc chúng ta cần tìm đúng trọng tâm của cuộc đời. Đâu thực sự là ý nghĩa của cuộc đời? Có phải cuộc sống sinh ra lớn lên rồi già rồi chết, sống thực sự để làm gì? Đặt lại câu hỏi. Hầu hết chúng ta định nghĩa thành công là có nhiều tài khoản, được nhiều người gọi là người giàu nhất thế giới, được nhiều người gọi là người giàu nhất Việt Nam. Xã hội nó nhét vào đầu mình: kiếm tiền đi, lập gia đình đi, đẻ con đi, để lại cho mỗi đứa một căn nhà rồi chết đi, thế là hạnh phúc. Chúng ta tìm những cái gì bên ngoài, quên mất những giá trị bên trong, thì làm sao mà hạnh phúc được, làm sao mà bình an được? Chánh kiến là trí tuệ, chánh kiến là cái thấy đúng đắn và toàn diện. Chánh kiến chính là ngọn đuốc trên hành trình cuộc đời. Chỉ khi nào chúng ta tự có năng lực bật ngọn đèn của mình lên, thì các bạn khám phá ra được ý nghĩa cuộc đời. Các bạn tìm được giá trị của mình là gì trong cuộc đời này.